Xin chào các bạn Tiếp tục với nội dung về các ván cờ trong phim Hôm nay mời các bạn đến với bộ phim Sherlock Holmes A Game of Shadows Có nghĩa là trò chơi của bóng tối Ở gần cuối phim là sự đấu trí trên bàn cờ Giữa hai bộ óc thiên tài Có thể coi là nút thắt cao trào đáng nhớ cho cả bộ phim Hai kẻ thù không đội trời chung Cùng chơi một ván cờ ngoài ban công Trong một buổi tối mùa đông lạnh giá Cầm quân trắng là giáo sư Moriarty kẻ luôn dùng tài năng của mình cho những mục đích xấu xa như là giết người, tham nhũng, tống tiền. Cầm quân đen là Sherlock Holmes, kẻ sử dụng tài năng của mình để điều tra, ngăn chặn và đưa tội ác ra ánh sáng. Đây cũng là yêu cầu của bạn Ngô Minh Khoa Toàn, hay là Ngô Toàn Minh Khoa, hay là Ngô Minh Toàn Khoa, hay là gì đó gửi cho mình. Ván cờ trong phim được lấy cảm hứng từ ván cờ thật ngoài đời. Đó là trận đấu giữa Ben Lazen và Tigran Petrosian tại giải cờ vua Piatti Sky lần thứ 2 năm 1966, giải đấu cờ vua mạnh nhất Hoa Kỳ vào những năm 1960 của thế kỷ trước. Trước khi vào phim thì mời các bạn thưởng thức ván cờ giữa Ben Lazen và Tigran Petrosian đã nhé. Ben Lazen là đại kiện tướng 6 lần vô địch Đan Mạch. Ông được coi là kỳ thủ mạnh nhất của xứ Scandinavia cho đến khi Manukasen xuất hiện. Tigran Petrosian là đại kiện tướng Liên Xô, vua cờ thứ 9 Tại thời điểm năm 1966 thì ông đang là đương kim vua cờ. Ở trận đấu này, Ben Nazen được cầm quân trắng đi trước. Ông mở màn với nước tốt E4. Petrosian đáp trả bằng nước tốt C5. Triển khai thế trận phòng thủ Sicilian. Tiếp theo, trắng đi mã F3. Đen đi mã C6. Trắng đi tốt D4. Tốt đen ăn tốt trắng. Mã trắng ăn lại tốt đen. Đen đi tốt G6 mở đường cho tượng lên G7 trắng đi tượng E3 đen theo kế hoạch đi tượng G7 trắng đi tốt C4 đen đi mã F6 tấn công tốt trắng trắng đi mã C3 bảo vệ tốt đen đi mã G4 tấn công tượng trắng hậu trắng ăn mã đen mã đen ăn mã trắng và dọa nhảy vào C2 chiếu bắt xe trắng không lấy tượng ăn mã đen mà lại lùi hậu về D1 kết hợp với tượng tấn công mã đen và bảo vệ ô c2. Đen cũng lùi mã về e6. Trắng đi hậu d2, chuẩn bị nhập thành. Đồng thời là tượng trắng có thể phi vào h6 để gạ đổi tượng, tiêu diệt quân tượng fianchetto của đen. Đen đi tốt d6. Trắng đi tượng e2. Đen đi tượng d7. Trắng nhập thành. Đen nhập thành. Trắng bình xe d1 đen đi tượng C6 trắng nhảy mã lên D5 chiếm lĩnh một vị trí cực mạnh lại có hai tốt bảo kê nên tượng đen không dám ăn mã đen bình xe E8 trắng đẩy tốt F4 nước sau thì sẽ đẩy tiếp tốt F5 tấn công mã đen đen liền chạy trước mã về C7 và tấn công mã trắng nhằm tiêu diệt quân mã mạnh đang làm trình in một đống ở giữa bàn cờ trắng vẫn đẩy tốt F5 nếu tốt đen ăn tốt trắng thì xe trắng ăn lại và kiểm soát cột F không có lợi cho đen. Ở đây thì mã đen nên ăn mã trắng, thủ tiêu quân mã mạnh này đi. Nhưng mà đen lại nhảy mã A6 để nhảy tiếp C5 nhằm tấn công tốt E4. Tiếp theo thì trắng nên đi tốt B4 ngăn mã đen nhảy vào C5. Nhưng mà trắng lại đi tượng G4. Và thế là đen ung dung nhảy mã vào C5. Tốt trắng ăn tốt đen, tốt đen ăn lại tốt trắng. Trắng đi hậu F2, chồng quân tấn công tốt F7. Đen bình xe F8 bảo vệ tốt. Trắng đẩy tốt E5. Nếu tốt đen ăn tốt trắng thì tượng trắng sẽ ăn mã đen. Hoặc không thì mã trắng F6 chiếu, mở đường cho xe trắng bắt hậu. Do đó, tượng đen ăn tốt trắng. Trắng đi hậu H4. Tượng đen ăn mã trắng, tiêu diệt quân mã mạnh, chấn giữ trung tâm. Xe trắng ăn lại tượng đen. Đen lùi mã về F6. Trắng đi xe F3, chuẩn bị sang H3 để trồng quân trên cột H. Đen lùi tượng về F6, tấn công hậu trắng. Trắng đi hậu H6. Đen lại đi tượng G7, tấn công hậu trắng. Nếu mà cứ bị tượng đen truy sát như thế này thì làm sao mà đưa xe sang H3 được? Bực mình quá! Trắng liền thí hậu ăn tốt đen. Nước đi thực sự là bất ngờ làm cho đen hốt hoảng giận mình. Nếu tốt đen ăn hậu trắng thì tượng trắng ăn mã đen chiếu, đen chạy vua h7 hay là h8 thì xe trắng h3 chiếu, buộc tượng đen h6 cản chiếu. Tượng trắng ăn tượng đen và tấn công xe đen. Xe đen chạy e8 hay là g8 hay là h8 hay là bất cứ ô nào khác ô f5 thì tượng trắng f8 chiếu hết. Nước tốt nhất là xe đen f5 để có thể sang h5 cản chiếu. Khi đó, xe trắng ăn xe đen, tốt đen ăn lại xe trắng. Tượng trắng F7 phong tỏa vua đen ở góc bàn cờ. Sau đó thì trắng chỉ việc đi tượng F8 mở đường cho xe chiếu hết. Nếu đen không chạy vua mà đi xe F7 để cản chiếu thì tượng trắng ăn xe chiếu. Vua đen chạy H7 hay là H8 thì xe trắng cũng H3 chiếu tượng đen H6 cản chiếu và lại giống như bàn nãy, tượng trắng ăn tượng đen rồi F8 chiếu hết. Nếu vua đen chạy F8 thì tượng trắng ăn tốt đen chiếu, tượng F6 cản chiếu, trắng sẽ binh xe H5 rồi phi vào H8 chiếu bắt hậu. Tượng đen thì đang bị ghim cho nên không thể ăn lại. Trở lại ván cờ thực tế, đen không dám ăn hậu trắng mà nhảy mã F4 để tấn công lại hậu trắng xe trắng ăn mã đen, tốt đen ăn hậu trắng, tượng trắng e6 chiếu, xe đen f7 cản chiếu, xe trắng ăn xe đen, đen chạy vua h8, trắng bình xe g5, đen đi tốt b5, trắng lui xe về g3 và đen đầu hàng. Nếu đánh tiếp thì ván cờ có thể diễn ra như sau: hậu đen g8, xe trắng h3 chiếu, hậu h7 cản chiếu, xe trắng ăn hậu đen, vua đen ăn xe trắng, tượng trắng d4 xe đen G8, xe trắng ăn tượng đen, xe đen ăn xe trắng, tượng trắng ăn xe đen, vua đen ăn tượng trắng, tốt trắng ăn tốt đen. Và với lợi thế hơn hẳn một tượng, một tốt thì chắc chắn là trắng sẽ giành chiến thắng. Quay trở lại với ngài thám tử đại tài và vị sáu giáo sư xấu xa của chúng ta. Ở nước cờ đầu tiên, Moriarty đi tốt C4. Sherlock Holmes đáp trả bằng nước tốt E5. Sau đó là một loạt đoạn hội thoại giữa hai nhân vật lồng ghép với những tình huống trong phim. Ván cờ được đưa về thế cờ như sau. Đây là thế cờ sau khi mà Sherlock Holmes thí hậu để ăn tốt trắng và tốt trắng ăn lại hậu đen. Giáo sư Hắc Ám nói, tôi nghĩ anh vừa mất một quân cờ có giá trị nhất. Sherlock Holmes trả lời, đôi khi đánh sự hy sinh là cần thiết để giành chiến thắng. Sau đó thì hai bộ óc thiên tài của chúng ta không thèm nhìn bàn cờ mà đứng dậy chơi cờ tưởng với nhau. Tượng đen ăn mã trắng, chiếu. Bishop takes knight, check. Vua trắng chạy A2. King to rook 2. Xe đen A6, chiếu. Rook to kings, rook 3, check. Tượng trắng A3, cản chiếu. Bishop to rook 3 tượng đen ăn tượng trắng. Bishop takes bishop. Trắng đi xe C4. Rook to bishop 4. Xe đen ăn xe trắng. Tốt trắng ăn lại xe đen. Đen đi tượng C2. Phong tỏa vua trắng ở trong góc bàn cờ. Rook takes rook. Pawn takes rook. Bishop to bishop 7. Hậu trắng G3 chiếu. Vua đen chạy A8. Hậu trắng ăn tốt đen. Và chuẩn bị xuống G8 chiếu hết queen takes knight pawn. nhưng mà chính vào lúc này thì đèn đi tượng c1 mở đường cho xe chiếu hết ván cờ kết thúc với thắng lợi thuộc về Bishop Bishop check and incidentally mate như vậy là mình vừa mới giới thiệu đến các bạn một phân cảnh rất là thú vị trong bộ phim về thám tử lừng danh Sherlock Holmes tập về A Game of Shadows. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, share và đăng ký kênh nhé. Nếu các bạn thấy không hay thì cũng like, share và đăng ký kênh nhé. Xong rồi thì nhớ comment để mình biết và mình sẽ thả tim. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video thú vị tiếp theo.